luôn. Hôm nay chuẩn bị 8/3. Chị ơi, vẫn còn nhiều mẫu. Chào chị ơi, sao không thấy ai hiện nụ lên nhỉ? Tí nữa chị ạ. Bởi vì là nó bị ẩm. Mới đầu bao giờ nó cũng bị ẩm như thế. Thế nữa. Đây. Đây, em lên đứng đây. Đấy, có người rồi. Chào chị nha. Huỳnh Nga nha. Để chia sẻ em nói. Để mà có tay đúng không ạ? Thôi rồi, các chị đi đâu hết rồi các chị ạ? Em chưa thấy bài lên ý. Có rồi. Đây có rồi mà. Em chào chị. Chào chị Minh Thúy nha. Em chào chị Hoàng Thơm. Hôm nay chuẩn bị đến 18/3 nên là vô mắt xa lê khủng luôn đó chị. Các chị ơi, các chị vào chia sẻ để nhận quà nha. Hôm nay em tặng rất là nhiều. Tặng luôn nha các chị nha. Hôm nay là tặng luôn đấy, không chờ đến cuối buổi live đâu ạ. Chị nào em cảm ơn chị Hoàng Thơm ạ. Chị nào chia sẻ nhiều lên trang cá nhân và nên vào các nhóm thì em sẽ tặng luôn nhá. Chân váy rất là xinh luôn nhá. Rất nhiều chân. Xin chào mọi người. Nga, em chào chị Quỳnh Nga. Các chị đâu hết rồi, các chị vào chia sẻ giúp em đi ạ. Hôm nay rất là nhiều mẫu đẹp. Đồng giá chỉ từ 149k thôi ạ. Em chào mọi người, chị đang xem nha. Các chị ơi, chị chia sẻ lên nhóm, lên trang cá nhân của mình để nhận được quà nha chị nhá. Buổi live ngày hôm nay em sẽ tặng 5 chân váy nha chị nhá. Tặng chị nào chia sẻ nhiều nhất may mắn ngày hôm nay ạ. Em cảm ơn chị Hoàng Thơm ạ. Các chị chia sẻ đến các nhóm giúp em nhá, trên trang cá nhân của mình nữa. Mỗi chị chia sẻ vài lần để nhận được quà nhé chị nhá. Em chào các chị nha. Chào mừng một chị đang xem nhá. Các chị ơi, các chị chia sẻ nhiệt tình giúp em đi ạ. Chia sẻ để buổi live ngày hôm nay được tặng quà nhé chị nhá. Chia sẻ nhiều lắm rồi. Em cảm ơn chị Ngọc Huy Trần nha. Các chị đâu hết rồi ạ? Các chị ơi chia sẻ giúp em nhá. Mình chia sẻ nhiều nhóm công khai rồi đấy ạ. Vâng, em cảm ơn chị Quỳnh Nga nhá. Sao chị không vào được các nhóm nhỉ? Trang đây đang là trang Vu Mắc, cỏ Lai Châu. Không có các nhóm gì trong đấy à? Chị đã tham gia chưa? Ôi, các chị đi đâu hết rồi ạ? Các chị ơi. Gần 20 chị đang xem, chia sẻ giúp em đi ạ. Hôm nay em tặng rất là... Hôm nay bên em sẽ tặng chân váy nhá các chị nhá, rất là đẹp luôn ạ. Em chào chị Mai Ngân ạ. Các
chị chia sẻ giúp em lên tường cá nhân này, vào các nhóm này. Chị nào chia sẻ nhiều rồi thì comment mà đã chia sẻ cho em biết để em tặng luôn nhá, chị các chị nhá. 16. Không, cái đấy hết size S rồi, chỉ có mỗi cái size M thôi chị ạ. Bước rồi, ok chị Hoàng Thơm. Luôn chị Hoàng Thơm. Chị ơi, đây nha chị Hoàng Thơm nhá, em tặng chị Hoàng Thơm chiếc này luôn nhá. Chị Hoàng Thơm để lại số điện thoại ạ cho bên em ạ. Thế mọi người đi đâu? Tí nữa khác nhảy lên hôm nọ, phải một lúc. Đây nhá chị Hoàng Thơm, với chị Hoàng Thơm để lại số điện thoại nhá chị nhá. Chị Mai Ngân ạ, với chị chia sẻ lên tường cá nhân rồi lại vào các nhóm ạ, nhiều vào giúp em đấy ạ, để cho tất cả mọi người được xem cái video này ạ. Rồi em cảm ơn chị Hoàng Thơm nhá, mai em sẽ gọi điện lại để gửi tặng quà cho chị ạ. 28 30 chị đang xem chia sẻ giúp em đi ạ. Vâng. Tặng em đi. Như Ngọc Trần, Như Ngọc Trần chia sẻ nhiều nhá. Rồi đang tăng lượt xem rồi ạ. 40 chị nhấn nút chia sẻ giúp em đi ạ. Để khoảng vào đông đông thì bên em sẽ bắt đầu buổi live hôm nay ạ. Em chào chị. Em chào chị Hiền. Thì em Len. Em tặng chị đi. Chị Hiền ơi, chị cứ chia sẻ nhiều nhá. Bên em sẽ tặng ạ. Vừa nãy em đã tặng chị Hoàng Thơm rồi ạ. Còn rất là nhiều luôn ạ. Hôm nay chuẩn bị đến mùng 8 tháng 3 nên là bên em tặng quà của các chị rất là nhiều nhá, tặng luôn nhá, không chờ đến cuối buổi live đâu ạ. Ok chị Hoàng Công rất là nhiệt tình luôn ạ. Em chào chị Lan Vũ. Mai Ngân rồi, ok tặng chị Mai Ngân nhá. Chị Mai Ngân để lại số điện thoại cho em nhá. Đây tặng chị Mai Ngân chân váy này ạ, rất là đẹp luôn. Dạ có giá là 250.000 ạ, tặng chị Mai Ngân chiếc này nhá. Chị Mai Ngân để lại số điện thoại giúp em nhá. Từ mọi người đi ăn cơm nhiều xong là lại ăn xong lại đi hát đi nọ đi kia nữa lên là. Em chào chị Hồng Vân ạ. Chị sẽ vâng, em cảm ơn chị Mai Ngân. Các chị ơi, 50 60 chị đang xem chia sẻ giúp em đi ạ. Rồi bảy 80 chị đang xem chia sẻ giúp em đi ạ. Nghĩ là em cảm ơn chị nhé. Cái Hoàng Thơm yêu quá. Các chị cứ chia sẻ nhiệt tình là sẽ bên em sẽ tặng quà. 90 chị đang xem nhấn nút chia sẻ giúp em đi ạ. 100 rồi ạ. Lên khoảng 200 bên em sẽ bắt đầu buổi live hôm nay nhá. Em
rất là nhiều váy đấy ạ, chân váy rất là đẹp luôn ạ, chân váy của nhà Gu rất là đẹp ạ. Các chị vào chia sẻ giúp em với ạ, chia sẻ lên trang cá nhân này, rồi lên các nhóm. 110 chị đang xem rồi ạ, 120 chị rồi ạ. Các chị chia sẻ giúp em đi ạ. Nói to lên chị ơi. Thu Nhi dạ vâng, cảm ơn. Một trăm hai mươi chị đang xem rồi ạ, 150 chị xem, bên em sẽ bắt đầu buổi like nhá. Đó là các chị chia sẻ nhiều cho em đi ạ, để em còn tặng nốt váy nào ạ. Nhiều giúp em với ạ, để em tặng quà nào. Một trăm năm mươi, 160 rồi. Em bắt đầu buổi live hôm nay nhá. Chỗ này vẫn còn để tặng các chị nhá. Các chị chia sẻ nhiều để em còn tặng nốt nhá. Em chào các chị nhá. 152 thôi. Vâng, em cảm ơn chị Trang em, Trần Huệ em là chị. Chị Vũ Nhơn, các chị ơi em bắt đầu like nhá chị nhá, bắt đầu like hàng nha. Đồng giá váy là 259 nhá các chị nhá. Các chị nhanh đặt hàng sở hữu một chiếc váy xinh xắn cho mình để diện là 18/3 đấy các chị nhá. Vâng, em cảm ơn chị Thu Nhi ạ. Em ở đây, cảm ơn các chị nhá. Các chị ơi đây ạ, có hàng đây ạ. Rất là bánh bèo các chị nhá. Mang đi làm đi chơi rất là ok luôn các chị nhá. Xẻ ở đằng trước một tí đây ạ. Cái này còn hai cái duy nhất các chị nhá, còn hai cái duy nhất ạ. Chị Phương Thảo ơi có nha chị nhá. Size lên mặt là XS nha chị nhá, XS với còn L nhá, còn hai cái duy nhất các chị nhá. Chị nào đặt em sẽ like nhanh ạ. Chị nào chốt mẫu này để lại cho em mã là MS01821822 nhá chị nhá. 259k thôi ạ. Có chân váy dài. Chân váy nhà em rất là nhiều nha chị nhá. Bây giờ em sẽ like váy liền rồi tí em sẽ chuyển sang chân váy chị nhá. Váy này đồng giá còn 259, còn hai cái duy nhất cho chị nhá. XS và L nha chị nhá. Mã là MS01822 ạ. Chị nào chốt nhanh nhất là em sẽ để lại cho chị nào mà nhanh tay nhất chị nhá. Thảo Mít, ok chị Thảo Mít ạ. Chị ơi, chị Thảo Mít ơi, chị lấy size XS hay là size L ạ chị? Em còn hai cái duy nhất nhá chị nhá. Càng ngày càng trẻ. Điều liễu. Em cảm ơn chị Điều Liễu nha. Có chị nào chốt một cái nữa không ạ? Chị Thảo Mít ơi, chị bao nhiêu cân ạ? Em 50 cân, 1m63 đây chị nhá. 1m63 nhá. Size XS nhá chị nhá. Còn một cái XS với một cái L thôi ạ. Ok chị Thanh Xuân nhá. Có chân này thì sao? Có nhá chị nhá. Ôi, thế là chị Thanh Xuân, thế là chị Thảo Mít chốt trước của chị nhá. Chị nào chốt size L không ạ? Đấy ạ, còn một cái size L thôi ạ. Váy này đồng giá 259k nha các chị nhá, 259k thôi ạ. Còn hai cái duy nhất ạ. Một cái XS có chị đã chốt rồi nha, còn một cái L duy nhất thôi ạ. Đấy ạ, còn một cái duy nhất cho chị nhá. Một cái XS các chị khoảng tầm 60 cân đổ về. Một cái L là chị nào mà từ 60 cân đổ lại nha các chị nhá. Từ 60 cân đến 55 cân các chị nhá. 60 cân đến 55 cân ạ. Đây ạ. Có chị nào chốt không ạ? Chị nào chốt để lại cho em mã sản phẩm là MS01822 nha các chị nhá. Giá là 159k. Chị nào đặt hàng thì cho em xin số điện thoại kèm mã sản phẩm nha các chị nhá. Em nhắc lại là mã sản phẩm là MS01822, còn một cái size L nha các chị nhá. Ok chị Giang Nguyễn nhờ, chị Giang Nguyễn ơi. Chị ơi chị Giang Nguyễn ơi, chị để cả cho em kèm mã sản phẩm nha chị nhá. Mã sản phẩm là MS01822 nhá chị nhá. Rồi ạ, em có hai chị đã chốt rồi, em xin chuyển mẫu nhá chị nhá. Em xin chuyển mẫu nhá.
159 ca ạ. Mã sản phẩm là 1867 ạ. Và em 1822 chị Vân Anh. 47K mặc size gì? Chị ơi 47 cân á? Vâng ạ, 47 cân mặc size S. Chuyển váy xuống đi. Có màu đen không chị? Chị ơi chỉ có màu xanh tím than này thôi chị ạ. Xanh tím than rất là đẹp luôn ạ. Em đọc mã sản phẩm. Em đọc lại mã sản phẩm ạ. 1867 ạ. Các chị ơi, váy này còn đủ size ạ. Chị thử đi mẫu đẹp chứ. Chỉ còn có 259k thôi ạ. Các chị nhanh tay để có chiếc váy đi 8 tháng 3 đi ạ. MS1 01867 nha các chị nhá. Rất là xinh luôn, chỉ còn có 259.000 thôi ạ. Mà đây, cái này còn size. Cái này còn đủ size nhá chị nhá. Em mặc đầm này là giá gốc của là 450, giờ sale chỉ còn có 259 thôi ạ. Các chị để lại mã là 01867 ạ, cộng với cả số điện thoại ạ. Sau buổi live bên em sẽ gọi lại. Cái mẫu này bên em còn đủ size nhá, vì là mẫu mới vừa về nhá, nên còn đủ size cho các chị nhá. Chỉ còn 259.000 thôi ạ. Một cái đầm rất là xinh luôn ạ. Các chị có thể đi làm này, đi chơi này, rất là tiện luôn ạ. Cái này còn, cái đấy còn ở ngoài kia. Em đọc lại mã nhá, MS01867 ạ. Chỉ còn 259.000 thôi ạ. Váy hơi xòe một chút nhá các chị nhá, không xòe to nhá. Chị ơi, 200 chị đang xem, chia sẻ giúp em đi ạ. Các chị chia sẻ video này giúp em với ạ, để cho mọi người cùng xem ạ. MS01867 ạ. MS01867 chỉ còn có 259.000 ạ. Rất là đẹp luôn, màu tím than rất là xinh luôn ạ. Các chị ơi, các chị có ai chốt mẫu này không để em qua mẫu ạ? MS1867 ạ. Chỉ còn 259.000 thôi ạ. Rất là xinh. Em vào đây đi. Cô ở đâu vậy ạ? Hả? Cô hỏi, mọi người hỏi nhiều quá. Người hỏi nhiều quá. Các chị ơi đi. Em à, chị ơi, shop nhà em là ở 038 đường Trần Phú, thành phố Lai Châu ạ. Em ship hàng toàn quốc nhá. Các chị mua từ 500.000 trở lên sẽ được free ship ạ. MS01867 chỉ còn 259.000 thôi ạ. Các chị mua hàng để lại số điện thoại và mã số của hàng cho em với các chị nhé. Cho màu sáng đi em. Vâng ạ. Chị ơi, một chút nữa sẽ có các mẫu khác chị ạ. Và em chuyển mẫu cho các chị. Em vào đi. Em chào chị yêu nha. Em chào chị ạ. À, chị ơi đây ạ, à, em chuyển mẫu này ạ. À. Đây ạ, à, mẫu này rất là xinh nha chị nha. Mặc rất là size luôn đấy ạ. À. Có cả phụ kiện đi kèm nha chị nha. Đây ạ, à, phụ kiện đính ở ngực rất là đẹp nha chị nha. Mẫu này cũng đồng giá là 259k nha chị nha. 259k ạ, à, mẫu này của em còn đủ size nha chị nha. Còn đủ size nha. Đây ạ, à, mặc lên rất là xinh nha chị nha. Cực kỳ xinh luôn đấy ạ. À. Nhìn ở ngoài còn xinh nữa. Các chị ơi, các chị chia sẻ giúp em nhé. Chia sẻ để buổi live hôm nay em tặng chân váy các chị nhá. Tặng chân váy cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Tặng 5 chị may mắn nhé các chị nhá. Màu cam đất còn không em? Chị Thanh Su Su ơi, cam đất đấy của em còn 2 cái duy nhất khách đặt rồi chị nhá. Đấy ạ, cái này rất là xinh luôn các chị nhá. Cái là sắn tay nha chị nhá. Mẫu này nhà em còn đủ size nhá chị nhá. Đồng giá là 259k. Mã sản phẩm là MS01848 nha chị nhá.
Các chị ơi, các chị chia sẻ giúp em lên nhóm với trên lên trang cá nhân của mình để cuối buổi để giữa buổi live em sẽ tặng luôn chân váy cho các chị nhá. Vâng, chị Mỹ Khánh, các chị chờ em một lát nhá, để em lai máu này lại. Có chị nào sốt máu đấy không ạ? Các chị ơi, 151 chị đang xem chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho chị nhá, để nhận chân váy rất là xinh luôn các chị ạ. Các chị ơi, có chị nào sốt máu đấy không ạ? Món này cực kỳ xinh luôn các chị nhá, đây ạ. Sẻ vào đằng sau nhá chị nhá. Sẻ vào đằng sau nhá. Zoom eo nhá, mẫu này zoom eo rất xinh luôn ạ. Có phụ kiện đi kèm nhá chị nhá. Phụ kiện đi kèm nhá. Có chị nào chốt món này không ạ? Em cho Nguyên. Bạn nào chị nào chốt món này để lại cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại các chị nhá. Đồng giá là 259k thôi ạ. 259k nha chị nhá. Mẫu này nhà em còn đủ size ạ. Mã là MS01848 nha chị nhá. 01848 ạ. Có size S không chị? Châu Nguyễn ơi, đây ạ. Em đang mặc size S nha chị nhá. Em đang mặc size S đây ạ. Thì em còn đủ size nha chị nhá. Vâng, ok chị Duyên Trần ạ. Chị chờ em một lát ạ. Các chị ơi, các chị chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ để nhận chân váy nha chị nhá. Buổi live ngày hôm nay em sẽ tặng 5 chân váy chị nào may mắn nhất ạ. Mã mấy chị? Mã là MS01848 nhá. MS01848 đồng giá là 259k thôi ạ. 259k thôi chị nhá. Em là 50kg nhá chị nhá. Các chị nhá, em 50kg 1m63 ạ. Chị ơi, 1m47 mặc nó chỉ đến đầu gối thôi ạ. Bởi vì em đây ạ. Em qua đầu gối lên một tí ạ. Có màu khác không chị? Mẫu này nhà em còn mỗi một màu duy nhất nhá chị nhá. Một màu duy nhất thôi ạ. 038 Trần Phú nha chị nhá. 038 Trần Phú ạ. Váy này bao nhiêu shop? Váy này đồng giá là 259k nha chị nhá. Đây ạ, có cả phụ kiện đi kèm nhá chị nhá. Mã là MS01848 nha chị nhá. Em nhắc lại mã 01848. Mã giá là 259k ạ. 259k thôi chị nhá. Có chị nào chốt máu này không ạ? Máu này cực kỳ xinh luôn đấy chị ạ. Đây. Sẻ tà xong đấy chị nhá. Em đọc lại mã có chị nào chốt không ạ? Mã là MS01848, đồng giá là 259k nha chị nhá. 259k thôi ạ. Đây ạ. Chị cô nhìn sau em xem. Đây nhá, đằng sau đây ạ. Đây chị nhá, đằng sau ạ. Sẻ tà sau cho chị nhá, sẻ tà sau ạ. Eo của em bao nhiêu? Màu khác đi chị. Ok nha chị nhá, em chuyển mã nhá để em đọc lại, em chuyển mẫu nhá, em đọc lại mã nhá chị nhá. Mã là MS01848 nha chị nhá. Giá là 259k thôi ạ. Đây ạ. Em chuyển mẫu nhá chị nhá, em chuyển mẫu nhá. Chào các chị ạ. Đây cái mẫu em đang mặc ạ. MS678 ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Mã này em còn đủ size nha các chị nhá. MS678 ạ. Chỉ còn 259k thôi ạ. Rất là phù hợp cho các chị công sở nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Đây ạ. Em mặc cái này nó hơi hơi kích. Nhưng mà ngại. Đây ạ. Rất là xinh luôn ạ. MS678 ạ. Các chị ơi, các chị chia sẻ giúp em đi ạ. 160 chị đang xem chia sẻ giúp em với ạ. MS678 chỉ còn 259.000 thôi ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Nó có điểm nhấn là cái khóa này ở đây ạ. Khóa kéo ở cổ xuống ạ. Rất là xinh luôn ạ. Rất là sang nữa ạ. Size S. Dạ vâng, cô cháu chào cô xem hàng đi ạ. Eo bao nhiêu mặc vừa à, chị Tuyến Phạm ơi à, nhà em còn đủ size nhá, từ size S đến size XL nhá. Size S thì tầm trên 40 cân, còn size XL sẽ 60 hoặc hơn 60 một chút cũng mặc được nhá các chị nhá. Em đang là 55 cân, em đang mặc size M, nó hơi bị kích ạ. MS678 rất là đẹp luôn các chị nhá. Chị ơi, chị chia sẻ giúp em với lại giảm lên xem mất rồi ạ.
MS678. Chị Châu Nguyễn, em cảm ơn chị Châu Nguyễn. Chị Châu Nguyễn, chị để lại mã sản phẩm giúp em nhé, để mai bên em sẽ điện lại tư vấn cho các chị ạ. Thôi cô cứ xem hàng đi ạ. Chị ơi, quạt tắt hả? Lạnh à? Tắt ở chỗ góc kia em kìa. MS678 ạ, chỉ còn 259.000 thôi ạ. Giá của nó là 450, giờ chỉ còn 259 ạ. Chỉ duy nhất trong buổi live hôm nay thôi ạ. Chương trình không còn nhiều đâu ạ. MS678 nha các chị nhá. 54 cân size M không vừa. Dạ vâng, chị Kim Oanh ơi, 54 cân thì mặc size L. Em đây 54 cân nhưng mặc hơi kích, nhưng mà em ngại đổi lên, em cứ cố mặc thôi ạ. Chị mặc size L là vừa nha chị nhá. Giá bao nhiêu? Chị Quốc Trung ơi, chỉ còn 259.000 thôi ạ. Một chiếc đầm rất là đẹp luôn ạ. Các chị đi làm, đi chơi đều rất là tiện ạ. Rất là hợp lý luôn ạ. Các chị ơi, các chị chia sẻ giúp em đi ạ. Đi chị, ok chị. Em vào mẫu khác đi. Các chị ơi, em đọc lại mã nhá. MS678 ạ. MS678 chỉ còn 259.000 ạ. Em ơi, qua mẫu phòng có chị đi. Em chào chị ạ. Em chào chị nhá. Con dám. Chị Vũ Huệ có dám nhá chị nhá. Đây ạ, em có máu rồi đây ạ. Đây chị ơi, máu này rất là xinh luôn nhá chị nhá. Đây ạ. Cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Xẻ tà đằng sau nhá chị nhá, xẻ tà đằng sau nhá. Mặc lên rất là xinh sang chảnh luôn chị ạ. Đây ạ, tay sắn lên nhá. Các chị chia sẻ giúp em đi ạ, chia sẻ để nhận quà nha chị nhá. Chị nào chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng chân váy nha chị nhá. Nhà em giảm giá sale còn duy nhất ngày hôm nay thôi chị nhá. Duy nhất ngày hôm nay thôi ạ. Váy này đồng giá là 259k nha chị nhá, 259k thôi ạ. Mã sản phẩm là MS01823 nha chị nhá. MS01823. Giá đồng giá 259k nha chị nhá. 200 là còn chỉ còn 259k thôi ạ. Đây ạ. Mặc lên rất là xinh nha chị ạ. Mẫu này cực kỳ trẻ xung ơi chị nhá. Cực kỳ trẻ luôn đấy ạ. Ok chị Linh Nguyễn Nguyễn nhá. 1m60. Chị Vân Đặng ơi, nhà em còn đủ size nha chị nhá. Nhà em còn đủ size ạ, chị cứ để lại số điện thoại để cuối buổi live em sẽ gọi điện tư vấn cho chị nhá chị nhá. Các chị ơi, em đọc lại mã nha chị nhá. Mã sản phẩm là MS01823 ạ. Đồng giá là 259k thôi chị nhá, 259k thôi ạ. Duy nhất ngày hôm nay nha chị nhá, duy nhất ngày hôm nay nhá. Các chị chia sẻ giúp em đi ạ. Các chị chia sẻ để nhận quà nha chị nhá, để nhận quà nhá. Có chị nào chốt máu này không ạ? Mã là MS01823 nha chị nhá. Đồng giá là 259k. Ok chị Văn Phạm nha, em cảm ơn chị ạ. Các chị ơi, chị chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ để tặng để nhận chân váy nha chị nhá. Em sẽ tặng 5 chân váy, em đã tặng 2 chị rồi đấy ạ. Em còn 3 cái nữa nha, chị nào chia sẻ nhiều nhất. Ok chị Văn Phạm nha. Các chị em đọc lại mã để em chuyển mẫu nha. Mã là MS01823. MS01823 nha chị nhá. Giá là 259k thôi ạ. 259k nhá. Đây ạ. Mặc lên cực kỳ xinh luôn đó chị nhá. Mặc sau nó hơi xẻ tà nhá chị nhá. Mình mặc size S nhé. Các chị em chuyển mẫu nhá chị nhá. Kiểu nào ngắn tay không? Chị Giang Lê Dinh ơi, nhà em còn rất là nhiều kiểu ngắn tay nhá chị nhá. Mình 44 tí size gì? Chị ơi, chị mặc size XS giúp em nhá chị nhá. Vâng, em cảm ơn chị Hoàng Thơm ạ. Em cảm ơn chị nhá. Các chị em chuyển mẫu nhá. Em đọc lại mã là MS01823 nhá chị nhá. Còn 259k thôi ạ. Em chuyển mẫu nhá chị nhá, em chuyển mẫu nhá. Chào chị ạ. Chị ơi, em chuyển mẫu đây ạ. Váy xòe ạ.
Váy xòe này có mã là màu hồng nhạt ạ. Có mã là 1835 ạ. Giá cũ là 480.000 và bây giờ đồng giá còn có 259k thôi ạ. À, các chị để lại số điện thoại và mã số giúp em ạ. Em xin đọc lại mã. Mã số là 1835 ạ. 1835 bên em vẫn còn đủ size ạ. Các chị ưng ý thì để cho em xin số điện thoại và mã số ạ. Rất là kín đáo và phù hợp với các chị em công sở ạ. Các chị ơi, các chị like đi ạ. Các chị kết chia sẻ giúp em với ạ. Người xem của mình xuống nhiều quá. Cái váy rất là đẹp ạ. À, em xin đọc lại mã một lần nữa ạ. 1835 ạ. Chỉ còn có 259k thôi ạ. À, chị ơi, có size cho người béo chị ạ. Duyên thầm. Em cảm ơn chị Duyên Thầm ạ. Em cũng khá là béo đấy ạ, em 50 cân ạ. Em cao có 1m58 thôi ạ. Các chị, em cảm ơn chị Tuyết Hồ ạ. Các chị thích thì like và để lại số, mã số và số điện thoại giúp em đấy ạ. Mẫu này có màu khác không? Chị ơi, mẫu này chỉ có một màu duy nhất này thôi ạ. Đây ạ. Đẹp quá, và em cảm ơn chị Thu. À, chị ơi, chị để lại mẫu và để lại số điện thoại và mã số giúp em nhé. Còn đủ size ạ. 1835 ạ. Có chân váy. Chị ơi, có rất là nhiều chân váy chị ạ. Ở bên em, chị, bọn em sẽ like dần dần từng mẫu ạ. Và em đọc lại mã một lần nữa. Các chị thích thì để lại mã và số điện thoại giúp em các chị nhé. 1835 ạ. Rồi em xin phép qua mẫu ạ. Em mặc đẹp lắm, em cảm ơn chị. Chào chị. Chị ơi, mẫu này á, đẹp dã man luôn này, em chỉ còn có mỗi 2 cái nhá. MS01821 ạ. Giá 635, giờ chỉ còn có 349 ạ. Rất là xinh luôn ạ. Một chiếc M em đang mặc và một cái XN nhá. Chỉ có 2 cái thôi ạ. Chị nào 55 cân và trên 60 cân thì để lại số điện thoại và mã sản phẩm nhá. MS01821 ạ. Đây rất là xinh luôn ạ. À, rất là phù hợp cho các chị đi dự tiệc này hoặc là đi đám cưới này. Rất là đẹp luôn ạ. MS01821 ạ. Chỉ còn có 349.000 thôi ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Chất liệu ren cao cấp ạ. Các chị ơi, các chị chia sẻ giúp em đi. 152 chị đang xem, nhấn nút chia sẻ giúp em với ạ. Hôm nay các chị như kiểu là đi ăn cơm hay là đi chơi hết rồi ấy. Không thấy vào sự shopping để mua sắm cả. MS01821 ạ, chỉ còn 2 cái duy nhất ạ. Mẫu ơi, váy này có túi không? Dạ có túi nhá chị. Dạ có túi ạ. Đây ạ, túi rất là tiện luôn ạ. MS01821 bên em chỉ còn có 2 cái ạ. Một size M và một size XL dành cho chị nào ạ. Size M là 55 cân, còn đâu là size XL là 60 nhá. 60 trên 60 nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị Huyền Hùng ạ. MS01823 MS01821 ạ. Mẫu em đang cầm đấy nhá. Chỉ còn 2 cái thôi ạ. Dành cho chị nào từ 5 năm đến trên 60 cân nhá. 2 cái ạ. MS01821 chỉ còn có bộ 349.000 thôi ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị Vân Đặng ạ. Vâng, em cảm ơn chị Huyền Trang. Chúc phù mắc Lai Châu tối vui vẻ. Em đọc lại mã nhá và em xin qua mẫu ạ. MS01821 ạ, chỉ còn 2 cái thôi ạ. Rất là xinh luôn ạ. Đây ạ. Rất là phù hợp cho các chị
đi đám cưới hoặc là đi dự tiệc nhá. Em xin phép qua mẫu em thắng. Em chào chị ạ. Em chào chị. Em chào 176 chị đang xem nhá. Các chị ơi, các chị chia sẻ nhiệt tình giúp em nhá. Chia sẻ để giữa buổi live em sẽ tặng chân váy cho chị nào chia sẻ nhiều nhất nhá. Nhà em đã tặng cho hai chị rồi đấy ạ. Đây ạ, em đang mặc mẫu này vậy xòe nhá chị nhá. Cái này có thể đi làm cưới, dự tiệc hay là đi chơi rất là ok nhá chị nhá. Em chào chị Phương Mai ạ. Có màu khác không em? Chị ơi, nhà em ăn mẫu này chỉ còn màu này thôi chị nhá. Vâng ạ. Ok chị Huế Trần nhá. Nhìn thấy chị không em? Chị Trần Uyên ơi, em có thấy chị nhá. Các chị ơi, mẫu này là còn 349k nhá chị nhá. Còn 349k, mã là MS698 nhá chị nhá. MS698 ạ. Còn 395k nhá chị nhá. Còn 395k thôi ạ. Đây ạ, rất là xinh luôn nhá chị nhá. Cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Nhìn rất là cô te luôn đấy ạ. Giá bao nhiêu? Chị Hiền Lê ơi, còn 395 nhá chị nhá. Còn 349, em xin lỗi chị. Còn 349 nhá chị nhá. Còn 349k nữa ạ. Mã là MF698 ạ. MF698 nhá chị nhá. Chị Hiền Lê còn nhá chị nhá. Nhà em còn đấy ạ. Còn size S ạ. Em chào chị ạ. Cho mình xem mình chào. Vâng chị Lý Hoàng ơi, chị chờ em một lát nhá chị nhá. Có chị nào chốt mẫu này không ạ? Mã là MS698 nhá chị nhá. Còn 349k nữa ạ. Còn 349k nữa chị nhá. Rất là xinh luôn đấy ạ. Đây ạ. Cực kỳ xinh ơi chị nhá. Mẫu này nhìn rất là nhẹ nhàng luôn đấy ạ. Ok chị Ngọc Nga Phạm nha, em cảm ơn chị ạ. Chào 204 chị ạ. Đông hơn rồi đấy ạ. Các chị ơi, chị chia sẻ đi ạ, để nhận chân váy, để nhận quà nhá chị nhá. Em sẽ tặng chân váy cho chị nào chia sẻ nhiều nhất ạ. Các chị ơi, mã sản phẩm là MS698 nha chị nhá. MS698 mà giá là 349k thôi ạ. 349k nhá chị nhá. 349k thôi ạ. Còn duy nhất ngày hôm nay thôi chị nhá. Duy nhất ngày hôm nay thôi ạ. Ok chị Mai Phạm nha, em cảm ơn chị nhá. Mẫu này còn nhiều không chị? Còn nhiều không? Mẫu này còn 5 cái. À còn 5 cái. Các chị ơi, mẫu này nhà em còn 5 cái thôi ạ. Còn chị nào chốt nốt không ạ? Mã là MS698 nha chị nhá, MS698 ạ. Giá là 349k thôi ạ. Ok chị Huệ Trần nha. Chị ơi, các chị ơi cứ để, các chị cứ để lại chiều cao cân nặng, cứ để lại số điện thoại với mã sản phẩm giúp em để cuối buổi live em sẽ tặng, em sẽ gọi điện tư vấn cho các chị sau ạ. Có chị nào chốt mẫu này nữa không ạ? Ok chị Thu nha. Ok chị ạ, em cảm ơn chị. Nhà em còn 5 cái thôi ạ nhá. Còn 5 cái thôi chị nhá. Vâng, em cảm ơn chị Vân Chu ạ. Chị Vân Chu là khách quen của Gumax rồi đấy ạ. Ok, chị Linh Nguyễn nha. Chị ơi, chị để kèm mã sản phẩm giúp em ạ. Để kèm mã sản phẩm giúp em nha chị nhá. Mẫu này là còn 349k nha các chị nhá. Còn 349k thôi ạ. 349k nhá. Mã là MS698 ạ. MS698 nha chị nhá. Nhà em còn 2 cái nữa thôi ạ. Có 3 chỉ đã chốt rồi ạ. Có chị nào chốt nốt không ạ? Để em qua mẫu ạ. Đấy ạ. Mẫu này cực kỳ xinh luôn đấy các chị ạ. Rất là xinh luôn đấy ạ. Chị Ngọc Nga Phạm ơi, vừa đẹp nha chị nhá. Chị Ngô Thu Thúy ơi, nhà em còn mỗi một màu duy nhất này thôi chị ạ. Nhà em còn mỗi một màu duy nhất nha chị nhá. Ok chị Hiền Lê nhá. Không, các chị ơi, em chuyển mẫu nha các chị nhá. Em cảm ơn các chị ạ. Không có cái có tay nhà bạn. Chị Thảo Nguyễn ở nhà em có rất là nhiều mẫu có tay nha chị nhá. Nhà em rất là nhiều mẫu ạ. Vừa em vừa like qua ít mẫu rồi đấy ạ.
Các chị em qua mẫu nha các chị nhá. Vâng, em chào chị Bảo An ạ. Em chào chị. Các chị em qua mẫu nhá. Em qua mẫu ạ. Chào các chị ạ. Chị ơi, em chuyển sang mẫu mới ạ. Mẫu này đi chơi và đi làm thì đều đẹp ạ. Rất là kín đáo ạ. Chị ơi, mẫu này đồng giá 259k ạ. Ở mẫu này có giá ban đầu gốc là 480k. Mã số là 1832 ạ. 1832 và có đủ size ạ. Mẫu vừa mặc bao nhiêu chị? Chị ơi, chị Thiện Vi, chị hỏi mẫu nào ạ chị? Mẫu trước đấy ạ. Một tám ba hai ạ. Còn có 259k thôi ạ. Các chị ơi, các chị chia sẻ nhiều và bên em sẽ tặng váy tiếp ạ. Còn rất còn mấy chân váy nữa cơ ạ. Giá bao nhiêu em? Chị ơi, giá chỉ còn có 259k thôi ạ. Em cũng khá là béo đấy ạ. Mẫu trước, Tâm ơi, mẫu trước của Tâm còn bao nhiêu nhỉ? 349 nhưng mà mẫu trước còn 349 nhưng mà đã hết rồi chị ạ. Mẫu đấy chỉ còn có 5 chiếc thôi ạ. Các chị ơi, chị cứ để lại mã và số điện thoại của mẫu đấy, bên em sẽ có trách nhiệm gọi điện để tư vấn ạ. Nếu mà còn thì là bên em cũng sẽ gửi chốt hàng và gửi ạ. Chị Nguyễn Nhân ơi, em có thấy chị ạ. Chị ơi, các chị cũng thông cảm vì là bên em số lượng bình luận nó qua nhanh quá, nhiều khi là không trả lời hết được đâu ạ. 1832 ạ. Em cảm ơn chị Vân Phạm ạ. Chị Vân Phạm ơi, chị cứ yên tâm là bên em khi gọi điện thì sẽ xem là chị bao nhiêu cân thì sẽ vừa với size nào thì lúc đấy sẽ tư vấn ạ. Chị yên tâm ạ. Còn mẫu đen, dạ vâng ạ. Chị ơi, em sẽ đọc nốt mẫu mã số một lần nữa và em qua mẫu nhá. 1832 ạ. 1832. Chân váy hôm nay có like không? Và em xin phép qua mẫu ạ. Em chào chị yêu nha. Có thấy em không chị ơi? Chị Huyền Nguyễn ơi, em thấy chị nha, Huyền Nguyễn nha. Các chị ơi đây ạ. Lại một mẫu rất là sang chảnh luôn đó chị nhá. Có cả phụ kiện đi kèm đấy ạ. Rất là xinh đấy ạ. Và thắt lơ bên cạnh nhá chị nhá, thắt lơ bên cạnh eo đấy ạ. Bao nhiêu váy này bạn? Chị ơi, các chị ơi, váy này đồng giá là còn 349k nhá chị nhá. Nhà em còn đủ size nhá chị nhá. Còn đủ size đấy ạ. Mẫu này nhà em còn 349k nữa chị nhá. Có màu khác không sao? Mẫu này nhà em lại còn duy nhất một màu đen thôi chị nhá. Còn duy nhất một màu thôi ạ. Đây ạ. Rất là sang chảnh nữa chị nhá. Các chị ơi đây ạ, nhìn ngoài thì rất là sang luôn các chị nhá. Đây ạ, xẻ bên này xem nào. Đằng trước thì dài nhá, xong là sau lại ngắn chị nhá. Mẫu này cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Rất là xinh đấy chị nhá. Nhìn rất là sang chảnh luôn nhá. Các chị ơi, có chị nào chốt còn size L không ạ? Chị Hòa Nguyễn ơi, nhà em còn đủ size các chị nhá. Nhà em còn đủ size ạ. Xôi trắng bao nhiêu hoa? M S 1738. Đâu chị? M S 1738. Còn đủ size. Ôi trời. Các chị ơi, mẫu này nhà em còn đủ size nha các chị nhá. Ôi đẹp quá, Thảo Nguyễn. Có màu khác không? Mẫu này còn mỗi một màu duy nhất nha các chị nhá. Đây ạ, mẫu này cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Cực kỳ sang chảnh nha chị nhá. Mã là MS 01738 nha chị nhá. Mã 01738, MS 01738 ạ. Còn 349k thôi ạ. Còn 349k thôi các chị nhá. Đây ạ, có cả phụ kiện đi kèm luôn các chị nhá. Có chị nào chốt không ạ? Mã là MS 01738 nha chị nhá. 01738 ạ. Màu này đẹp quá. Đúng rồi đấy chị ạ. Các chị ơi, màu đen rất là sang chảnh luôn đấy ạ. Em thì em cực kỳ ưa màu đen luôn đấy ạ. Quần áo em chủ yếu là màu đen hết. Mã
mã là MN01738 nha các chị nhá. Chị nào chốt để lại cho em mã sản phẩm với số điện thoại nha chị nhá. Hoàng Thơm, em cảm ơn chị ạ. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn đó chị nhá, nhìn ngoài còn đẹp hơn nha, bởi vì là lên trên hình nó sẽ này, cho chị xem rồi. Đây các chị ơi nhá, có cả phụ kiện đi kèm này, xong có dây thắt bên eo nữa. Ok chị Ngọc Nga Phạm ạ, chị ơi chị để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại giúp em nhá. Mã là MS01738 ạ. Còn 349k đây các chị nhá. Còn 349k đây ạ. Nhìn rất là sang chảnh luôn các chị nhá. Mà cũng vừa lịch sự luôn nhá. Màu đen rất là sang chảnh nhá. Ok chị. Các chị ơi chốt. Có chị nào chốt không ạ? Nhà em còn đủ size nhá chị nhá. Nhà em còn đủ size nhá. Chị nào chia sẻ thì cứ chia sẻ giúp em nhá. Chia sẻ để nhận quà, nhận chân váy nhá chị nhá. Em đọc lại mã nha các chị nha. Mã là MS01738 ạ. Còn 349k thôi ạ. Cho xem mẫu khác đi chị ơi. Ok, ok bạn nha. Ok chị nha. Các chị ơi em xin chuyển mẫu nha. Mã là MS01738 ạ. Còn 349k nha chị nha. Còn 349k thôi ạ. Chị Ngân Chiều nha. Rất là xinh luôn nha. Màu đen hoặc màu ạ. Cực kỳ xinh luôn nha chị nha. Ok chị Ngọc Nga Phạm ạ, em cảm ơn chị nhá. Các chị ơi, chị các chị nào chia sẻ thì cứ chia sẻ giúp em nhá, chia sẻ để nhận quà nhá các chị nhá, để nhận quà nhá. Đây ạ. Nhân dịp mùng 8 tháng 3 nhà em tặng chân váy cho chị nào chia sẻ nhiều nhất nhá. Em xin chuyển mẫu nhá, em đọc lại mã ạ. Mã là MS01738 nha chị nhá. Còn 349k thôi ạ. Duy nhất ngày hôm nay nhá chị nhá, duy nhất ngày hôm nay ạ. Em xin chuyển mẫu nhá chị nhá. Chị ạ. Các chị ơi, chân váy và áo sơ mi đây nhá. Chân váy em đang mặc có màu vàng bò này và màu xanh này và màu trắng ạ. CV10837 chỉ còn 149.000 ạ. Và áo em đang mặc là A10719 cũng chỉ còn 149 ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Rất là phù hợp cho các chị công sở ạ. Có 3 màu, chân váy có 3 màu nha các chị nhá. Em đọc lại mã A10719 ạ. A10719. Còn đủ size nha các chị nhá. Còn chân váy là CV1837 ạ. Cũng có 3 màu, màu trắng, màu vàng bò và màu xanh rêu ạ. Rất là xinh luôn ạ. Đấy, có điểm nhấn là chị ở cái khóa đây ạ, nên là nhìn rất là trẻ trung và đẹp luôn ạ. Dạ vâng các chị ơi, các chị mà thích cái mẫu này thì để lại mã cộng với cả số điện thoại giúp em nhé. 180 chị đang xem, nhấn nút chia sẻ giúp em với ạ. Em đọc lại mã nhá. A10719 ạ. A10719 chỉ còn 149.000 ạ. Chân váy CV10837 cũng chỉ còn 149.000 ạ. Rất là xinh luôn ạ. Có 3 màu ạ. Chân váy bao nhiêu tiền? Dạ chị An Lê ơi, chân váy 149.000 ạ. Đứng về sau tí đi em. Dạ đây ạ. Gần quá đấy, chị không nhìn. Ta nhìn thấy mặt thôi ạ. Chân váy có 3 màu nha các chị nhá. Áo này rất là đẹp luôn ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Các chị ạ, các chị. Chị nào thích mẫu này thì để lại mã sản phẩm cộng số điện thoại. Áo là A10719 ạ. Còn chân váy là 10837 ạ. CV10837 ạ. Các chị để lại mã cộng với số điện thoại giúp em nhé. Chỉ còn 149.000 một cái chân váy và 149.000 một cái áo ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Em xin phép qua mẫu nha, vì là có rất là nhiều mẫu luôn mà giờ này cũng chị không nhớ quyết định rồi. Em chào chị ạ. Hôm nay đỏ rực rỡ luôn đó chị nhá.
Trần Phú em. Dạ vâng, chị Lưu Thị Tuyện Huyền ơi, nhà em ở không shop em ở 038 đường Trần Phú nhá chị nhá. Hoàng Mạnh. Áo vừa rồi còn mấy màu hả chị ơi? Các chị ơi đây ạ, à, màu em đang mặc rất là xinh luôn đó chị nhá. Đỏ rực rỡ đây ạ. À. Cực kỳ xinh luôn nhá chị nhá. Zoom eo đây ạ, à. Có điểm nhấn rất là đẹp luôn nhá chị nhá. Món này còn 249k nhá chị nhá, còn 259k nhá chị nhá. Có tay đi em. Vâng ạ, à, chị xem Hà chị chờ em một lát ạ. À. Chị ơi mã là MS01860 nhá chị nhá. MS01860 ạ. Đây ạ, máu này rất là xinh luôn chị nhá. Lại màu của tay ạ. À? Máu em đang mặc còn một màu duy nhất thôi chị nhá. Vâng, các chị ơi em sẽ chuyển mẫu có tay cho các chị nhá. Em cũng vừa like ở lúc đầu có... Chị cún còi chị có thể mặc size XS nha chị nhá. Em đang mặc là size S ạ, à. Đây ạ, à, em đang cầm là size XS nha chị nhá. Mẫu này cực kỳ xinh luôn đấy ạ. À. Chị Lưu Thị Huyền ơi, nhà em có nha chị nhá. Chị Nga Phạm ơi, mẫu này nhà em còn một màu duy nhất thôi ạ. À. Vâng, chị Vũ Hạnh Nguyễn là chị thông cảm nữa, vì là shop nhà em cũng kiểu nhiều đơn quá, có gì chị IV xong là chị nhắn tin trên Messenger giúp em với ạ. Ok chị Vân Phạm nha, em cảm ơn chị ạ. Đây chị nha, mã là MS01860 ạ. MS01860 nha chị nha. Màu nào có túi có tay, mẫu nào có túi có tay ạ. Tay mẫu nào tay dài nhà em rất là nhiều nhá, có rất nhiều mẫu tay dài ạ. Ok chị Lưu Thị Huyền nha, để em chuyển mẫu nha, mẫu có tay ạ. Chị ơi chị chọn cho em mấy mẫu có tay để các chị mặc đi làm. Có chị nào chốt mẫu này không ạ? Mã là MS01860 nha chị nhá. Tiếc quá, chị đẹp quá. Vâng, em cảm ơn chị Lưu Bá Phước nha. Các chị ơi mà mẫu này còn là 259k nha chị nha, còn 259k thôi ạ. Bao nhiêu cân mặc vừa. Chị Hiền Nguyễn ơi, nhà em còn đủ size nha chị nha. Tay ngắn thôi. Vâng ạ, em hiểu rồi ạ. Tay cộc tay cái gì ạ chị? Có màu xanh. Dạ chị Thảo Lê, Thảo Lê nhà em rất là nhiều nha chị nha. Dạng xòe nhà em rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn đấy ạ. Vâng, nhà em có chị Nguyễn Nhân nha, chị chờ em một lát ạ. Các chị ơi, có chị nào chốt mẫu này nữa không ạ? Vâng, em hiểu rồi chị ạ. Mã là MS01860 nha chị nhá. Nga Phạm mình nhận được vé rồi, đẹp lắm, cảm ơn shop. Vâng, em cảm ơn chị Nga Phạm nha. Sáng gọi điện trước mà. À vâng, các chị ơi, các chị thông cảm nữa, bởi vì là nhiều mẫu ấy thì có rất là nhiều khách đặt ấy ạ. Nên là chị nào đặt nhanh nhất thì là sẽ được chốt trước nha các chị nhá. Size S là từ 40 cân trở lên nha chị nhá. Size S là từ 40 đến 50 cân. Đây ạ, em đang mặc size S đây ạ. 40 đến 50 cân nhá. Tùy theo chiều cao cân nặng của từng người nữa các chị nhá. Có cái A có tay không sót. Chị Lê Hòa ơi, nhà em có ạ, chị chờ em một lát nhá. Chị Mỹ Hạnh ơi, mẫu em đang mặc là còn 259k nha chị nhá. Còn 259k thôi ạ. Có chị nào chốt nữa không ạ? À? Để em qua mẫu ạ. À. Em đọc lại mã sản phẩm nhá chị nha. Mã là MS01860 nha chị nha. Còn 259k thôi ạ. À. Em chuyển mẫu nha chị nha. Em chuyển mẫu nhá. Thôi chào chị ạ. Các chị ơi, chị yêu cầu váy công sở phải không ạ? Đây ạ. Rất là phù hợp với các chị em công sở đi làm ạ. À. Chị ơi em đọc mã số chị nhé. 10708 ạ. Váy này còn 360.000 ạ. Rất là hợp với các chị em công sở ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Mã số là 10708 360.000 ạ.
cách tân đi. Chị ơi, áo dài cách tân bên em chỉ còn có hết rồi chị ạ. Áo dài cách tân đến bây giờ là bên em hết mẫu rồi ạ. Có đầm voan không em? Chị ơi có ạ, tí nữa em sẽ like ạ. Chị ơi, váy này chỉ có một màu duy nhất đấy thôi ạ. Màu rất là đẹp và tôn da chị ạ. Có túi phải không? Chị ơi, váy này có túi ạ, túi ở hai bên ạ. Chân váy đi em. Dạ vâng, chị ơi, chị chờ em một chút ạ. Chân váy sẽ có ngay ạ. Em xin phép đọc lại mã số một lần nữa ạ. 10708 ạ, còn 360.000 ạ. 10708 ạ. Có giãn không bạn? Chị ơi, không có giãn chị ạ. Mặc rất là thoải mái ạ. Mã số là 10708 ạ, còn 360.000 ạ. Chân váy đi shop, chị ơi chị chờ một chút được không ạ? Mình mới xin nên phải hỏi kỹ, thông cảm giúp mình. Đã không có gì đâu chị ạ. Bao nhiêu shop? Chị ơi váy này còn 360.000 ạ. Mặc rất là thoải mái ạ. Chị ơi em cũng mới sinh được có hơn một năm một chút rồi ạ. Cũng khá là béo ạ. Bao nhiêu? Còn 360.000 ạ. Em xin phép đọc lại chốt lại một lần nữa và để đổi mẫu ạ. 10708 ạ, 360.000 ạ. Em chào chị. Đây ạ, các chị ơi đây nhá. Váy xòe mà có tay đây ạ. Váy xòe có tay nhá các chị nhá. Cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Mẫu này có 2 màu nhá các chị nhá. Mẫu này có 2 màu ạ. Kỳ sinh luôn đấy chị nha, đây ạ, đằng sau rất là đẹp luôn đấy. Nhìn ở ngoài có khi đẹp hơn ở trên màn đấy ạ, bởi vì là ngoài đẹp hơn. Mẫu này còn 360k nhá chị nhá. Mẫu này còn 360k thôi ạ. Mã là MF11725 nhá. Mã là MF11725 ạ. Còn 360k nhá chị nhá. Mẫu này rất là cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Có 2 màu nữa chị nhá, đây ạ. Màu 2 màu rất là tôn da luôn đấy ạ. Các chị ơi, các chị nào chia sẻ vẫn chia sẻ giúp em nhá. Chia sẻ giúp em để giữa buổi live em sẽ tặng chân váy nào chị, cho chị nào chia sẻ nhiều nhất ạ. Đây ạ. Cái này có thắt lơ nhá chị nhá, thắt lơ ạ, thắt lơ bên cạnh nhá. Chị ơi, các chị ơi, nhà em không free ship nhá. Nhà em nếu mà đơn hàng các chị mua một đơn hàng trên 500k thì em sẽ free ship nhá các chị nhá. Có túi không bạn? Chị ơi có túi nhá, có túi ạ, có hai túi, túi hai bên nhá chị nhá. Anh Vũ Nguyễn ơi, nhà em còn đủ size nhá. Đây có túi nhá các chị nhá, có hai túi bên cạnh ạ. Có cả thắt nơ nữa. Đây nhá chị nhá, có hai màu ạ, hai màu rất là tôn da luôn đấy ạ. Dạ, giá là 360k nhá chị nhá, còn 360k nữa ạ, duy nhất ngày hôm nay nhá chị nhá. Duy nhất ngày hôm nay ạ. Đây ạ, đằng sau đây nhá chị nhá. Cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Còn có túi rất là tiện cho các chị bỏ điện thoại các thứ nhá chị nhá. Chị Nguyễn Vân ơi, còn 360k nhá chị nhá. Màu hoa tối. Chị Nguyễn Nhân ơi, chị đặt hàng chị để lại, vui lòng để lại cho em mã sản phẩm nhá chị nhá. Mã sản phẩm là MF11725 nhá chị nhá. Còn 360k thôi ạ. Chị ơi, chị 52kg, 1m65. Chị có thể mặc size M nhá chị nhá. Chị có thể mặc size M nhá. Vâng, em cảm ơn chị Huyền Hùng nhá. Em cảm ơn chị Mỹ Huyền ạ, Mỹ Hiền ạ. Một trắng. Các chị ơi, các mẫu này rất là xinh luôn nhá. Nhìn ở ngoài còn xinh hơn nữa đấy ạ. Đây ạ. Cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Có hai màu nhá các chị nhá. Có hai màu ạ. 1m62 cao. 62kg, cao 1m6, mặc size gì? Chị ơi, chị có thể mặc size M giúp em nhá chị nhá. Mặc size M nhá. Các chị ơi, các chị. Mẫu này đẹp. Vâng, em cảm ơn chị mưa lạnh cuối mùa nhá. Em cảm ơn các chị ạ, rất là nhiều chị rất là đang chốt rồi đấy ạ. Rất là nhiều chị đang chốt rồi đấy ạ. Em cảm ơn các chị nhá.
Các chị ơi em đọc lại mã. Mã là MF11725 nhá các chị nhá. MF11725 còn 360k đấy ạ. Còn 360k nhá các chị nhá. Có cả túi rất là tiện luôn đó chị nhá. Túi hai bên với cả là có dây thắt nơ bên cạnh nhá chị nhá. Đây ạ, đằng sau cực kỳ xinh luôn đó chị nhá. Đầm chị mặc bao nhiêu? Các chị ơi còn 360k đấy ạ. Còn 360k nhá chị nhá. Chị Hải Nguyễn ơi, 62kg, chị mặc size L hoặc XL giúp em tùy theo chiều cao cân nặng. Các chị cứ để lại số điện thoại để cuối buổi live em sẽ gọi điện tư vấn cho các chị nhá. Giá gốc. Chị ơi, giá gốc là còn giá gốc của em là 450k nha chị nha, giá gốc là 450k. Sale còn 360k. Có chị nào chốt nữa không ạ? À? Để em chuyển mẫu ạ. Các chị ơi, có chị nào chốt nữa không ạ? À? Để em đọc lại mã nha. Mã là MF11725 nha chị nhá. Còn 360k thôi ạ, còn 360k nha chị nhá. Duy nhất ngày hôm nay nhá. Ok chị Huyền Hùng nha. Ok chị Tiếp Vi ạ, em cảm ơn các chị rất là nhiều. Món này cực kỳ xinh nha các chị nha. Đây ạ, có hai màu ạ. Các chị ơi, các chị để lại màu với kèm mã kèm số điện thoại giúp em nha các chị nhá. Đây cực kỳ xinh luôn nha các chị nhá. Các chị em đọc lại mã em xin chuyển mẫu nha các chị nhá. Mã là MF11725 còn 360k đây ạ, duy nhất ngày hôm nay nhé. Em xin chuyển mẫu nhé. Chào các chị ạ. Các chị ơi, các chị nhấn nút chia sẻ giúp em đi ạ. 162 chị đang xem ạ. Mẫu em đang mặc đấy ạ, rất là xinh luôn ạ. Chỉ còn 3 cái duy nhất ạ, size S ạ, size M và size XL nhé các chị nhá. Ưu tiên cho các chị nào để lại số điện thoại nhanh nhất ạ. MF702 ạ, chỉ còn 3 cái duy nhất thôi ạ. Mùa hè rồi à, các chị mặc cái mẫu này thì rất là đẹp luôn ạ. Đi chơi hoặc là đi, nói chung là đi đi đâu cũng phù hợp. MF702 ạ, nhà em chỉ còn có 3 cái thôi ạ. Size S, size M và size XL ạ. MF702 ạ, chỉ còn 360.000 thôi ạ. Đây ạ, rất là xinh luôn ạ. Vâng. Em cảm ơn các chị ạ. Các chị ơi, các chị chia sẻ giúp em đi ạ. Mẫu em đang mặc là MF702 nhá, chỉ còn 360 thôi ạ. Sao có kiểu này không chị? Tùy Thanh ơi, cái mẫu này thì em không biết là các chi nhánh khác có còn không nhá. MF702 ạ. Chỉ còn 360.000 ạ. Chất vải rất là mát luôn ạ. Có cả túi nữa ạ. Nên là các chị rất là tiện. MF702 nha các chị nhá. Các chị để lại mã cộng với cả số điện thoại ạ. Các chị ơi, các chị nhấn nút chia sẻ với em đi ạ. Tụt sổ chết, em không đeo đồng hồ bây giờ. Không biết là mấy giờ. Mình kém ạ. Vẫn còn sớm. Nga Phạm, mình chia sẻ rồi nè. Dạ vâng, em cảm ơn chị Nga Phạm ạ. 702, ok em cảm ơn chị Hiền Vũ ạ. 702, nhà em chỉ còn có 3 cái thôi nhá. Size S, size M. Như em đang là 54 cân thì em đang mặc size M ạ. MF702 chỉ còn 360.000, rất là đẹp luôn ạ. Các chị không mua thì cực là tiếc luôn ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị Hạnh Nguyễn ạ. Chỉ còn 3 cái thôi, em xin phép qua mẫu khác ạ. Em cảm ơn em chào chị nhá. Em chào chị ạ. Các chị ơi đây ạ, mẫu xòe nhá chị nhá. Mẫu xòe hoa nhí rất là đẹp luôn ạ. Cái này còn đủ size. Còn đủ size. Các chị ơi, mẫu này của em còn đủ size nhá chị nhá. Các chị chia sẻ giúp em đi ạ. Còn 150 chị đang xem. Các chị chia sẻ nhiều đi ạ. Để tặng chân váy, để nhận chân váy nhá chị nhá. Em cảm ơn chị Nguyễn Nhân ạ. Chia sẻ và về nhóm rồi nhé.
Nhiều mẫu đẹp quá. Hương Nguyễn, vâng em cảm ơn các chị ạ. Mẫu nói chung là mẫu nhà gu của em thì nói chung là cũng nhiều mẫu đẹp lắm các chị ạ. Thế bao nhiêu vậy ạ? Chị ơi, các chị ơi, mẫu này là còn là 349k nha chị nha, còn 349k thôi ạ. Mã là MS01818 ạ. Mã MS01818 nha các chị nha. 45kg mặc size gì? Chị ơi, chị Thanh Thủy ơi, chị mặc size SXS hộ em nha chị nha. Các chị để lại số điện thoại mã sản phẩm để cuối buổi live em sẽ gọi điện trực tiếp tư vấn cho các chị nhá. Bởi vì là còn cũng tùy theo chiều cao cân nặng của mọi người nữa ạ. Quá khó chọn lắm. Chị ơi, mẫu nói chung là các mẫu nhà gu thì mẫu nào nó cũng có cái đẹp riêng của nó ạ. Đẹp. Em cảm ơn các chị nha. Các chị ơi, các chị chốt đi ạ. Mã là MS01818 nha các chị nha. Còn 349k thôi ạ. Còn 349k nha các chị nha. Đây ạ. Rất là rẻ đúng không các chị? Dự nhất ngày hôm nay ạ, các chị mau nhanh tay sắm cho mình một cái để diện mùng 8 tháng 3 đi các chị nhá. Chị nào gần thì chắc là cũng kịp thôi ạ. 63kg mặc size gì ạ? Chị ơi, 63kg chị mặc size LXL hộ em nhá các chị nhá. Các chị cứ để lại mã sản phẩm với kèm số điện thoại để cuối buổi live em sẽ gọi điện trực tiếp tư vấn cho các chị, bởi vì là cũng tùy theo chiều cao cân nặng của các chị nữa ạ. Không biết chọn mẫu nào. Các chọn các chị ơi, các chị nếu mà thấy đẹp quá thì chị các chị cứ mua vài cái đi ạ, bởi vì là năng sale rất là thấp luôn nha các chị nhá. Ok chị Ngô Thu Thủy nha. Đây ạ, mẫu này rất là đẹp nha các chị nhá. Em đọc lại mã, mã là MS01818, còn 349k nha các chị nha, còn 349k thôi ạ. Đây ạ. Mà cực kỳ xinh luôn nhá chị nhá. Đi dự tiệc, đi làm cưới hay đi chơi cũng rất là ok luôn ạ. Các chị ơi, em 1m63 nặng 50kg thôi ạ. 1m63 nặng 50kg nha các chị nhá. Mẫu này các chị rất là nhiều chị khen đẹp các chị ạ. Các chị chốt giúp em đi ạ. Mã là MS01818 các chị nha, còn 349k thôi ạ, còn 349k thôi ạ. Em cảm ơn các chị nha. Mẫu nào cũng đẹp các chị ạ, mẫu nào cũng đẹp luôn ạ. Mua vài cái làm gì. Mã năng mặc. Chị Huy Lê ơi, mẫu em đang mặc vừa còn size nhá, đủ size nha các chị nha, còn đủ size nhá. Các chị cứ để lại mã sản phẩm kèm số điện thoại, cuối buổi live em sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp cho các chị nhá. Mã là MS01818 ạ. Còn 349k thôi ạ. 1m5 nặng 52 mặc được không? Mặc được nha chị nha, chị Vinh Vong nha. Ok chị Hương Lâm, Phương Lâm nha, em cảm ơn các chị nha. Các chị ơi, em đọc lại mã để em chuyển mẫu nha các chị nha. Em đọc lại mã. Mã là MS01818 nha các chị nha. Có nhìn thấy mình không? Đỗ Hữu Nam ơi, có ạ. Em có nhìn thấy nhá. Các chị ơi, em cho lại mã, mã là MS01818, còn 349k thôi các chị nha, còn 349k, em xin chuyển mẫu nhá. 149 thì em chào anh, các chị ạ, chị ơi em chuyển sang mẫu công sở ạ. Em tay em cầm chân váy em đang mặc là có hai màu ạ, màu em đang mặc và màu vàng nữa, rất là rực rỡ. Cả áo và quần thì đều còn 149k thôi ạ, rất là rẻ. Chị ơi còn 149k thôi chị Huyền Hoàng ạ. Chị ơi em xin phép đọc mã sản phẩm ạ. Áo là 9718 ạ. 9718 149. Chân váy là 11719 ạ. 11719 có hai màu ạ. Rất là đẹp luôn mà giá thì rất là hữu nghị thôi ạ. Các chị nhanh tay chọn đi ạ. Em cảm ơn anh chị Huy Lê ạ. Đỗ Hữu Nam em cảm ơn ạ. Em cảm ơn anh Hùng Đăng ạ. Vâng, các anh chị rất là hợp với công sở ạ. Kín đáo và rất là đẹp ạ. Mà giá thì rất là phải chăng ạ. Cả chân váy và áo chỉ còn 149k thôi ạ. Em cảm ơn chị Nguyễn Hồng ạ. Em xin đọc lại mã sản phẩm một lần. Em xin đọc lại mã sản phẩm ạ. Áo là 9718 ạ. 9718 ạ. Kẻ không bao giờ lỗi mốt đâu ạ. Chân váy là 11719 ạ. Chị ơi, áo riêng và chân váy riêng ạ. Áo là 149 và chân váy cũng là 149 chị ạ.
Đây ạ, rất là đẹp ạ. Kín đáo ạ. Mã sản phẩm áo là 9718 ạ. 9718 ạ, 149k ạ. Chân váy có hai màu ạ. Là màu em đang mặc vào màu vàng ạ. Chói lóa. Mã sản phẩm là 11719 ạ. 11719 ạ. Em cảm ơn chị Vân Nguyễn ạ. Chị Thúy Thanh ơi, chị cứ để lại số điện thoại và mã số sản phẩm giúp em ạ. Bên em sẽ gọi điện và tư vấn trực tiếp với chị ạ. Mã số chân váy, vâng, em sẽ đọc lại một lần nữa ạ. 11719 ạ. 11719 chị Nguyễn Hồng ạ. Hoa xương rồng. Em cảm ơn chị Hoa xương rồng ạ. 9718 là mã sản phẩm của áo ạ. Chân váy là 11719 ạ. Em cảm ơn chị Hoa xương rồng. Áo mã mấy nhỉ dạ? Áo là 9718 ạ. 9718 em phải đọc cả mã ra. Vâng ạ. A 9718 ạ. Chị ơi chị để lại cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Huy Lê ạ. Chân váy. Chân váy là 149k ạ. Áo cũng là 149k ạ. Có hai màu ạ, màu xanh và màu vàng ạ. Chân váy có màu nâu không? Chị ơi chân váy không có màu nâu đâu ạ. Áo là A9718 ạ, chị để lại số điện thoại giúp em với ạ. Cộng đơn, dạ vâng, em cảm ơn chị Nguyễn Nhân ạ. Vâng, em xin phép đọc lại một lần nữa chốt để chuyển sang mẫu mới ạ. Áo là A9718 ạ. Và chân váy là CV11719 ạ. Có sai áo ra không vậy? Vâng, em xin phép các chị em chuyển đổi mẫu ạ. Em chào các chị ạ. Mẫu em đang mặc là MS692 ạ. Màu xanh rêu rất là đẹp luôn ạ. MS692 nha các chị nhá. Mẫu này nhà em còn đủ size ạ. Chỉ còn có 360.000 thôi ạ. Rất là xinh luôn ạ. Màu xanh rêu rất là đẹp luôn ạ. MS692 nha các chị nhá. Nhiều váy muốn mua quá. Em cảm ơn chị Nguyên Nhân ạ. Váy nhà Vu mẫu nào cũng đẹp ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị Thị Nga ạ. Mẫu em đang mặc là MS692 nhá các chị nhá. Còn đủ size luôn ạ. Từ size S đến size XL, MS692 ạ. Rất là đẹp luôn ạ, màu xanh rêu ạ. Màu xanh rêu rất là lên, rất là tôn da. Các chị không sợ bị không tôn da đâu nhá. Cái màu này lên rất là đẹp ạ. MS692 chỉ còn 360.000 thôi ạ. Không chọn. Khó chọn quá. Các chị ơi, các chị có chị nào chốt mẫu này không ạ? 152 chị đang xem xe video này giúp em với ạ. MS692 nhé các chị nhá. Chỉ còn 360.000 ạ. Các chị chốt nhanh để em sẽ qua mẫu ạ. Vì cũng muộn lắm rồi ạ. MS692 váy suông có không bạn? Chị ơi, chị Nguyễn Nhân ơi, váy suông nhà em có nhé chị nhá. Có chị nào chốt mẫu này không ạ? MS692 ạ, rất là xinh luôn ạ. Em ơi, nhìn vào kia kìa, béo là béo. Em xin qua mẫu nhé chị nhá. Ngân Thảo có cổ tròn không? Dạ có cổ tròn chị ạ. Em vào đi. Hello các chị nha, em chào các chị ạ. Các chị ơi, mẫu váy ren cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Đây ạ. Nên em còn vài cái thôi các chị nhá. Làm việc muộn nhỉ, vất vả quá. Vâng, chị Huế Hiền đây. Nên em thỉnh thoảng cũng mới like thôi chị ạ. Xe đầm luôn.
Các chị ơi đây nhá, mẫu em đang mặc là mẫu gen ạ. Dài nha các chị nha, mẫu này dài ạ. Nhìn mặc ở ngoài còn đẹp nữa các chị nhá. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Rất là đẹp luôn nhá. Nhà em còn vài cái thôi ạ. Xin chào. Vâng, em chào chị Thu Huyền nha. Các chị ơi, mẫu này là còn 349k nhá. Còn 349k thôi ạ. Mã là MS1707. À đó, MS10708 nhá chị nhá. Có váy màu đỏ shop. Chị Hoa Vũ ơi, chị có thể xem lại cái buổi livestream ngày hôm nay nhà em nhá. Nhà em mặc rất là nhiều mẫu màu đỏ nhá chị nhá. Có chị nào chốt mẫu này không ạ? Mẫu này cực kỳ xinh luôn đấy chị nhá. Cực kỳ xinh luôn ạ, còn 349k nữa chị nhá. Đây ạ. Gen rất là đẹp luôn đấy chị nhá. Gen rất là đẹp luôn đấy ạ. Mã là MS17005 nhá chị nhá. Vâng, em cảm ơn chị Anh Đào nhá. Các chị ơi, có chị nào chốt mẫu này không ạ? Có chị nào chốt mẫu này không ạ? Còn 349k nữa chị nhá, còn 349k thôi ạ. Mẫu này là cũng là mẫu cuối buổi live ngày hôm nay nhá chị nhá. Ok chị Trang Nguyễn nhá, em cảm ơn chị nhá. Mã là MS17005 ạ. Chị ơi, MS17005 nhá chị nhá. MS17005 ạ. Còn 349k nhá chị nhá. 349k thôi ạ. Có chị nào chốt nữa không ạ? Cũng muộn rồi ạ, bởi vì là em like nốt mẫu này thôi nhá các chị nhá. Like nốt mẫu này thôi ạ. Em đọc đại mã nha các chị nhá. Mã là MS10705 nhá. Còn 349k thôi ạ. 349k thôi các chị nhá. Đây ạ, mẫu này cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Nắng dài nha các chị nhá. Ok chị Trang Nguyễn ạ, em cảm ơn chị nhá. Em cảm ơn chị Trang Nguyễn nhá. Mã là MS10705 ạ. Còn 349k thôi. Còn chị nào chị Hiền Nguyễn ơi, cũng hơi muộn rồi ạ. Chị mua hết đi. Ok, chị nắng dịu dàng giờ mới thấy mặt. Cuối buổi live mới thấy mặt chị nắng dịu dàng. Chị Huyền Nguyễn đây cũng hơi muộn rồi, mẫu nào cũng thấy đẹp. Vâng, em cảm ơn chị Huyền Nguyễn nha. Chốt được không mình xem. Ok, được chị nha, chị Hoàng Thảo nha. Được, các chị có thể xem lại cái buổi live stream ngày hôm nay xong các chị có thể chụp lại màn hình hoặc là để nhắn tin cho shop là mã sản phẩm nhá chị nhá, mã sản phẩm nhá. Muốn mua hết. Vâng, em cảm ơn các chị rất là nhiều luôn ạ. Chị ơi có nhá, chị Hải Khúc nhá, có rất là nhiều nhá, nhưng mà cũng hơi muộn rồi ạ. Em la nốt mẫu này là em xin phép nghỉ các chị nhá. Còn chị nào chốt mẫu này không ạ? Mã là MS10705 nhé các chị nhé. Còn 349k nữa ạ. Còn 349k nhá. Duy nhất ngày hôm nay nhé các chị nhá. Mẫu gen cực kỳ xinh luôn nhá. Mặc lên rất là xinh nhá các chị nhá. Đây ạ. Có cả bông hoa phụ kiện đi kèm nhá. Các chị ơi cũng muộn rồi. Thôi em xin phép buổi live ngày hôm nay nhá các chị nhá. Hôm trước mình không được gọi chốt hàng nông trang lên. Vâng các chị ơi, có gì các chị cứ IV cứ nhắn tin vào Messenger giúp em nhá chị nhá, cứ nhắn tin trực tiếp cho shop nhá. Sao Gu Nghệ An không sao mua cho gần nhỉ? Chị ơi ở đâu nhà Gu ở đâu sao, ở đâu cũng sao nhá chị nhá, ở đâu cũng sao toàn quốc luôn nhá. Mai có thể gửi cho mình mẫu. Quá 18 tháng 3. Chị nào ở xa thì cũng phải mấy ngày mới nhận được ạ. Nếu mà ở gần thì chắc là kịp ngày 8 tháng 3 đấy các chị nhá. Mã MS018. Ok chị Vân Nguyễn nha. Các chị ơi thôi em xin phép các chị nha. Em chào các chị nha. Chúc các chị ngủ ngon nhá. Chúc các chị một buổi tối thật vui vẻ. Em chào các chị nha.